trung tâm y tế huyện xuyên mộc là cơ sở y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh đã triển khai kỹ thuật lọc thận nhân tạo việc triển khai kỹ thuật này đã tạo điều kiện cho bệnh nhân bị suy thận mạng giai đoạn cuối trên địa bàn huyện được lọc thận nhân tạo gần nhà đỡ tốn công đi lại Trung tâm Y tế huyện Sương Mộc đang lọc thận nhân tạo cho 37 bệnh nhân từ 18 đến 77 tuổi. Các bệnh nhân đều sinh sống trên địa bàn huyện và bị bệnh suy thận mạng giai đoạn cuối. Để phục vụ nhu cầu của người bệnh, Trung tâm Y tế huyện Sương Mộc đã bố trí 2 ca lọc thận nhân tạo vào buổi sáng và chiều các ngày trong tuần. Mỗi ca trung tâm chỉ lọc thận nhân tạo cho 9 bệnh nhân. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc cho biết, qua nắm bắt và theo dõi, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có hơn 70 bệnh nhân phải lọc thận nhân tạo. Với điều kiện cơ sở vật chất hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc mới đáp ứng được 50% nhu cầu lọc thận nhân tạo cho người bệnh. Ngoài số bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm, một số bệnh nhân dẫn đến các bệnh viện khác như bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện Lê Lợi hoặc các cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh để lọc thận nhân tạo. Dự kiến cuối năm 2021 khi cơ sở mới của trung tâm đưa vào hoạt động, đơn vị có khoảng 20 máy lọc thận nhân tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu lọc thận của người bệnh trên địa bàn.